Ok, mọi người chạy mưa cuốn thôi. Ok, cái chương trình liền. Trong địa phương cùng với
cộng đồng Champa khắp mọi nơi hội tụ về đây. Sự hiện diện đông đảo của bà con thân hữu đã đem lại niềm vinh dự long trọng như ngày hội lớn của dân tộc Champa. Văn phòng Champa quốc tế Ấn Hành dưới sự bảo trợ của Hội đồng Phát triển Văn hóa Xã hội Champa đặt dưới quyền điều hành của ông Chủ tịch An Duy Từ cũng có mặt trong hội trường này. Buổi lễ ra mắt sách hôm nay, Miền Xuân Việt Nam cấu thành một di sản tinh thần thiêng liêng của dân tộc Champa. Suốt 8 thế kỷ, với tư cách là một thần dân còn sống sót của của vương quốc Champa, chúng tôi thành thật tri ân trường Viễn Thông Bắc Cổ. Anh em là phong đại diện cho cố giáo sĩ đọc giả kia là Pháp Phong. Đến đây tôi xin dứt lời và cũng mời quý vị bà ơi, chúng tôi cũng có một món quà nhỏ nữa. Cái này là một cái dây để mà nữ phụ nữ Champa đeo lên, và hôm nay chúng tôi cũng muốn medicine Nguyễn giống như là phụ nữ Châm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.